Chứng minh được với anh. Ê, chụp hình nữa hả? Ghi lại anh. Dạ. Ghi lại hết đang. Em nhớ chụp đủ nha, để về chi tiền nha. Không, dạ. Lấy mình em lấy chú anh. Ủa vậy hả? Lấy chú Út thôi mà. Dạ. Được phải không? Dạ được rồi, lần sau. Lần sau em nhớ em phục vụ chu đáo anh ốc vu vàng nhiều. Dạ, đúng rồi đó, lần sau mày nhớ mày làm cho nó. Không mà sáng thằng bé kia nó nói không, ốc vu vàng biết sao hàng nhập cho nên là nó không. Dạ. Hình như là quay liêm mà liêm ăn được á. Dạ chính là để chị dùng liền giùm em đi, còn không dùng để em dùng. Được rồi, được rồi. Khoan ăn đi nha, Giang nó đang quay, đang quay đang chụp hình. Ngồi thẳng lên đi, ngồi thẳng lên. Trời ơi, tự nhiên quay quay kệ nó chứ. Quay đưa lên TV, xong rồi không có em đang chụp em. Em quay chủ yếu là nấu xanh thôi à. Nó sôi rồi ăn đi. Đang